rớt nước mắt trước những lời nhắn nhủ của cô giáo tiễn biệt học trò trong vụ cháy chung cư mini Hà Nội. Mới đây, những dòng nhắn nhủ ruột gan của cô giáo viết cho nữ sinh xấu số tử nạn trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt, xót xa. Sự ra đi của các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Hà Nội vẫn là câu chuyện đau lòng đối với nhiều người trên mọi miền của Tổ quốc, đặc biệt là những người bạn, người thân của những nạn nhân xấu số đó. Trong số 56 nạn nhân tử nạn, 37 người bị thương đã có nhiều độ tuổi khác nhau. Trong đó, có những câu chuyện đằng cảm động, những ước mơ còn dang dở của những cô gái, chàng trai ở độ thuộc xuân xanh nhất khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt. Trong đó, có câu chuyện của cô bé xinh đẹp, ngoan ngoãn Hạm Hoàng Gia Linh, sinh năm 2005, đã ra đi trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Trước đó, người thân bị mất liên lạc với Gia Linh nên đã nhờ cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh và thông tin để tìm kiếm. Đồng thời, fanpage của trường cũng đăng tải thông báo sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội chưa rõ tung tích sau vụ cháy chung cư mini. Nhưng rồi đến tối ngày 13 tháng 9, gia đình xác nhận Gia Linh không qua khỏi sau hỏa hoạn. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, em ở tầng 4 tòa chung cư mini. Hiện tại, đoàn thanh niên trường đứng ra vận động các tấm lòng hảo tâm cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ gia đình nữ sinh Phạm Hoàng Gia Linh. Mới đây, cô Nguyễn Khánh Chi, giáo viên trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật cô học trò bé nhỏ, ngoan ngoãn Phạm Hoàng Gia Linh, sinh năm 2005, đã ra đi trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Gia Linh là cựu học sinh lớp 12A8, vừa nhập học trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội được 2 ngày. Trên trang Facebook cá nhân, cô Nguyễn Khánh Chi viết những dòng thư xúc động, tiễn biệt học trò thân yêu của mình. 5 tiếng đứng đợi ngoài nhà tang lễ để chờ đón con. Mẹ và các bạn khóc không ngừng vì thương cô bé xinh xắn, tài năng, lễ phép. 5 tiếng đứng đợi để biết con đang ở đâu, ở bệnh viện nào hay đang ở đâu trong khu nhà lạnh lẽo kia. Mẹ chỉ biết ôm mặt khóc. Hẳn phải khó khăn với con lắm phải không Linh? Con ơi, dù ngọn lửa tối qua có mang con đi mất, mẹ và mọi người luôn yêu và thương con. Về bên thế giới mộng mơ kia nhớ giữ gìn sức khỏe, phải thật hạnh phúc con nhé. Cô Linh viết dòng tâm thư trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, cô Chi cũng cho biết cả hai cô trò rất thân và quý nhau, cả hai thân thiết nên thường xưng hô là mẹ và con. Ngoài ra, cô nhận xét Gia Linh hiền như cục bột, hát hay, học giỏi. Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày 13 tháng 9, cô Chi nhận được thông tin chung cư mini nơi Gia Linh ở đang bốc cháy dữ dội. Ngay lập tức cô nhấc máy gọi cho Linh. Đầu dây bên kia chỉ là những hồi chuông ngân dài, không ai nhấc máy. Lòng cô giáo như lửa đốt, chỉ có thể cầu nguyện học trò được bình an. Sau ca làm việc buổi sáng ở trường, cô cùng các bạn học sinh trong câu lạc bộ nghệ thuật, nơi Linh từng gắn bó suốt những năm cấp 3, lao vội đến bệnh viện quân y 103 chờ đợi. Lúc ấy tôi chỉ cầu mong người nằm trong đó không phải là con, nhưng sự thật tàn nhẫn, con đã rời xa chúng tôi mãi mãi, cô Chi xúc động nói. Trước đó, vào ngày khai giảng hai cô trò ôm chặt lấy nhau, Linh còn hứa mỗi năm đến ngày này đều sẽ trở về trường. Nhưng ngọn lửa trong đêm ngày 12 tháng 9 đã thiêu rụi ước hẹn này, mãi mãi em không thể quay lại trường được nữa. Con chỉ vừa nhập học, mới ngồi học ở giảng đường được một ngày, ước mơ đời sinh viên đẹp đẽ đứt đoạn mất rồi. Tôi cũng chưa kịp đưa cho con món quà chúc mừng con trở thành tân sinh viên, cô Chi tâm sự. Cô cho biết thêm, nhà trường đã trích một khoản từ quỹ để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người thân của Gia Linh. Đồng thời, hội phụ huynh, học sinh lớp 12A8 và câu lạc bộ nghệ thuật trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng tổ chức quyên góp, ủng hộ giúp đỡ thân nhân em.